Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái con Samsung Galaxy A21s nó bị cái tình trạng đó là bị đơ cảm ứng nhá. Mặc dù là các bạn không bị làm rơi hoặc là tự nhiên điện thoại của chúng ta bị đơ cảm ứng như này thì chúng ta sẽ khắc phục như sau. Các bạn không thể nào tắt nguồn theo cái cách thông thường này được nhá. Đó, vì là cảm ứng của nó không cảm ứng được như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng này nhé, để chúng ta có thể là tắt lóng được điện thoại của chúng ta. Đó, các bạn cứ bấm giữ cho mình. Đó, nó đã tắt màn hình rồi nhá. Các bạn cứ bấm giữ đến khi hiện logo, các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ để mình thử vuốt cảm ứng xem đã được chưa. Đó, các bạn để ý này. Như vậy là mình đã có thể là vuốt được cảm ứng rồi. Và bây giờ mình chỉ việc nhập mật khẩu vào là mình có thể là vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng con Samsung Galaxy A21s của mình nó bị cái tình trạng đó là bị đơ cảm ứng. Chúng ta không thể nào mà sử dụng được điện thoại nhá. Đó, mặc dù là chúng ta không bị rơi. Các bạn cũng có thể áp dụng được cách này cho tất cả những cái dòng điện thoại Samsung khác nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.